Cho em qua cái anh ơi. Dạ, cảm ơn anh nha. Mấy anh ăn cỏi thoải mái nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ, nó đưa cái đầu lên vậy là sao? Đó, nó đưa cái đầu lên vậy là sao? Cho nên như thế nào? Bung cây hết trơn luôn. Đạt xin gửi lời chào đến tất cả quý bà cô bác gần xa nha. Nay tới bữa nay tới cái chuyến đi thăm loài cá lóc á, nhưng mà còn có mười mấy cái loài à. Nói chung thì thăm cũng đủ ăn rồi cả nha. Với lại đi chiều đi mò tôm càng nữa, thì đi thăm loài cá lóc xong cái Đạt đi mò tôm càng nữa cả nha. Đi thăm loài cá lóc là trước tiên là đem cái bao lưới này nè, đó, với lại mấy cái cây sậy nè, với con dao. Rồi, bây giờ Đạt sẽ lên xe và đi lại thăm mấy cái lợn ha cả nhà ha. Cảm ơn cô dì chú bác chị em ở xa luôn luôn ủng hộ Đạt trong thời gian qua nha. Bây giờ Đạt sẽ đi quay clip thực tế cho cả nhà xem. Cái đường hôm nay sao nó bít dữ người ta. Ây da. Ờ, dướng gài. Trộn xong cái lò mất tiêu. Ủa, còn cái chai nằm ngoài mà không dính con gì hết trời. Thường thường là có rắn mà nay không có rắn luôn. Kỳ ta. Khui. Ui, có cả nhà ơi. Có. Có cái lóc. Nước hay ghê. Ôi, được không, cá đấu với con cá bóng cẩn nè cả nhà. Con này cũng bự chứ không phải nhỏ đâu nha. Kệ đi, cá này kho tiêu á, ăn cơm á cũng ngon lắm nha cả nhà. Chung là cái gì ăn được thì mình cứ tận dụng ăn, chứ không khó khăn chứ giờ sao vậy. Ôi, đã chưa. Mập lúc luôn nha, chứ không phải này ốm nha. Ôi, giờ sao giờ để mới quay được, trời thua luôn rồi. Vậy thì đổ ra luôn, chứ bắt thì bắt. Vậy là bắt. Hôm nay dày, chạy cái lóc cái này. Im quá, im luôn. Ôi, thấy con gì bự bự nha. Con gì bự bự à. Húi. Ôi, có con rắn này ơi. Được con rắn nha. Ôi. Lý à. Rắn anh không chết. Tịch thu mà nha. Đừng con rắn. Cái địa điểm này nó ngon. Nó không có cá là sao trời. Không hiểu nổi luôn á. Alo. 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 Ôi. Đừng con cá lóc. Đừng con cá lóc mini cái nha. Nghe không? Nên này cũng ok mà con lóc mini nha. Ôi, phải không? Bỏ vô, lóc đồng luôn cả nha. Này rung rinh. Rung rinh. Trời má ơi. Lóc gô sặc. Quá trời luôn. Cái gì vậy? Đổ cái này vô nha cả nhà ơi. Thật sự với cả nhà chứ, đi một cây số mà lại thấy cái lợn nằm vậy là thấy bất mãn rồi đó. Đũa bọng banh chành cháo luôn. Thật sự bây giờ mới sao nói luôn. Anh em nào có chơi mình thì lấy hết lợn luôn nha, để cho mình khỏe một chút chứ vậy sao được. Đúng là cuộc sống mưu sinh mà, ai làm nó ăn nha anh ơi. Vô rồi, thấy chưa, nằm hơi cao, hai con nha cả nhà. Ôi, cặp cá lóc, kho, có làm mới có ăn bạn thân ơi.
đúng không? Tập cá lóc này là được rồi, không uổng công loại cây số, tất ra là phải vậy chứ. Hy vọng là anh em nào đặt bẫy chung với Đạt nha, Đạt biết á. Thì một á là lấy hết giùm cho Đạt luôn, đừng để lại cái nào hết, và Đạt sẽ bỏ hết cuộc và không bao giờ xuống đây nữa ha. Rồi thứ hai á, còn nếu mà không lấy hết á thì á mà nay làm để ăn nhé, ai cũng có vợ con hết, bớt lại, bớt lại, nó nghỉ luôn á. Nếu mà lỡ tôi lấy lợ của các bạn thì sao, các bạn suy nghĩ làm sao, anh em sẽ nghĩ làm sao? Phải đặt cái tình huống của mình vào vị trí của người khác là mình làm chứ, đặt cái tình huống vào vị trí của người khác á mà mình làm vậy, lương tâm mình cho phép á thì mình làm. Mình đặt tình huống vào vị trí của người khác mà người ta lấy lợ mình khó chịu, mình bực tức làm chi em vậy? Trời ơi, cái lóc bự mập cỡ này là kho tiêu ăn là số 1 rồi. Ok, cuộc cả nhà ơi, đây cả nhà, cái lời của Đạt nè, dành nhựa nè, thấy không, cây bọng này đầy đủ nha. Thì nói chung là cái lời này cũng bị hư rồi, tính là đem cái lời này lại thay nè. Đó, rồi cả nhà biết mình sẽ giao đó. Đây là vị trí của Đạt nha. Có cái ông anh, ông đặt lời bằng cây nha, không có cá nha ông anh, ông đặt lời bằng cây, nhỏ hơn cái lời của mình à. Ông thế cái vị trí luôn, ông không sợ mắc cái ta. Anh ơi, cái này là anh phải cắm lại, cắm lại đang cho nó không có chạy ra dính cá, nó nhảy ba ra ngoài bung cây là sảy, đặt vậy mới đúng, đúng không? Rồi bây giờ anh làm vậy đúng không, thì anh làm vậy thì anh đặt đi chứ sao vậy, tôi đi về. Nhường cho anh đặt đó, lấy cái lời cũ vậy tôi sửa lại tôi xài. Rồi chúc anh may mắn nha, chứ giờ em mệt nổi dữ lắm này, thua quá. Chưa, thấy chưa, hiện tại giờ cái lò của tôi đặt ở đây, ừ, còn nhưng mà ai giờ vị trí số khác rồi nha. Thôi để đây đi, để đây luôn nha. Đó, đi ra coi, mày à, hello, cho em qua cái anh ơi. Dạ cảm ơn anh nha, mấy anh ăn cỏ thoải mái nha. Dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh. Trời ơi trời, cái này là từ trưa giờ là không làm Đạt thất vọng cả nha. Giờ nó đưa cái đầu lên vậy là sao? Nó đưa cái đầu lên vậy là sao? Cho nên như thế nào? Bung cây hết trơn luôn. Mày tới công chuyện mày rồi. Thôi cũng tốt rồi. Đủ ăn, cái lò này đủ ăn cả nha. Bung cây hết trơn cả nhà ơi. Rồi cả nhà xem nè. Cái lóc, cái gô, thằng vip không vậy mới được chứ. Ừ, đã ha, quá thời gian rồi, bây giờ là sẽ đổ ra cái nha. Cái này chưa có đạt cái nha, nó nhỏ không, bự bự xíu nó mới ngon. Mùa này cá nhỏ nhỏ không ta,
cái là ở dàn khè luôn, ba con cá ông cửng nhỏ nhỏ cái này bắt luôn. Cái cuối cùng có về mà tôm càng nè, quá lần này tải quá, tranh giành nó cũng mệt mỏi. Trời ơi, cái lời vậy được mấy cá chê cái này, mấy cá chê thôi về cái nha em, đổ cá lóc ra rồi. Bây giờ anh không biết làm sao nữa, thua em ơi. Chắc chiếc sau đủ ăn, chiếc này cũng đủ ăn em. Rồi xong. Wow. Quá thùng rồi. Qua đây cái thùng nè. Cái thùng úp rồi thấy cả nhà. Bây giờ làm đựng có cua để dành ăn, rồi cá cũng để dành ăn. Bỏ nước cho em. Để dành kho tiêu ăn nha. Được không? Cái ngu nè, cái lóc nè. Mấy con cá này chiên nước mắm cả nhà, ngon cực kỳ. Dạ, nghe. Dạ. Làm gì? Con cá này đuôi bị gì anh? Đuôi bị gãy á. Cá này chắc phải ăn liền quá. Ừ, nó chết. Mập lúc. Con cá nó nhôm. Nào. Cá này nó nhôm. Nhôm, tay vậy mà nhôm. Rồi, tính đi mò tôm càng cả nhà. À, nhưng mà có một con chuyện quan trọng, không có đi mò tôm càng được. Bỏ ra ngoài luôn. Đây nè. Đem hai con này đi gã rồi. Cả nhà xem kìa, nó nở hoa rồi. Đây nè. Nè. Nè xem nè. Thấy không? Thấy không ta? Đỏ không? Nó nở hoa và đi giao phối nha. Nè, đây con nè. Giao phối cho nó đẻ cả nhà. Hôm nay nuôi nó gì? Nó phát triển nè, nó nở hoa rồi, phải đi giao phối nó. Quá trời. À, nở hoa đó, thấy không? Nghe thấy không? Hồi rồi ha. Mẹ mày. Nhìn nở hoa chứ nở gì? Nhảy lên. Nhảy lên cho người ta coi coi. Còn con này thì con đực nè. Cây súng của nó nhỏ xíu à. Trời ghê. Còn ông này là lai bd. Ông này giờ nó sẽ bắt hai con này ra để đi vào phối nha. Đây em nói là vô lòng rồi nè, qua bên anh Tùng cho nó nhảy con mấy ký nè anh. Mẹ con này còn 6,7 kg. 7 kg hả? Từ từ anh ơi, nó nhảy ra ngoài bây giờ. Nhảy gì? Đúng không? Đó, ra đó. Để này anh em đi. Đâu được rồi, trời cũng được, bà nội cũng được cũng bự. Vương được kìa, 7 kg hả? Có 7 kg. Đó, hửi. Ơi, quýt không kìa. Ôm nhảy giờ. Cái này tới nữa. Nhảy giờ chừng này đem về. Hửi nó ôm luôn cả nhà. Bữa đi ăn. Nhảy giờ. Chút như vậy. Nó nhảy quay không được này cả nhà. Hả? Giờ tắt máy nó nhảy quay không được. Nhưng mà nó đang hửi. Đó, nó hơi hửi kìa. Trời ơi, tròn 7 kg mấy, con này cũng 8 kg. Ủa sao ở nhà quay đâu có đâu ta, kỳ ta. Hả? Ở nhà đâu có lõm lõm gì đâu. Lõm lõm là sao? Lõm lõm gì đâu đó. Nó tông á. Lên giống cái tông á. Tông vô chuồng á.